đã thật sự chinh phục được người xem bởi tài năng và phong cách diễn của mình trên sân khấu. Và những tràng vỗ tay thật lớn của quý vị và fan để chào đón chàng trai xanh Tống Toàn Thắng. We'll be right back.
Xin mời quý vị và các em chúng ta cùng quay trở lại với phần biểu diễn.